Sáng hôm qua ngày 13 tháng 7, chư hành giả tại 4 trường hạ của tỉnh Bến Tre đã trang nghiêm Bồ Tát, thính giới định kỳ, nhân mùa an cư kiết hạ. Tại đây, chư Tôn Đức cùng ôn lại những điều Phật dạy, kiểm điểm tự thân, sám hối và cùng nhau sách tấn trên con đường tu học. Được biết, mùa an cư năm nay, toàn tỉnh Bến Tre có gần 300 hành giả kiết hạ tập trung. Trước đó, tại Tổ đình Tư Đàm thành phố Huế, toàn thể chư tăng trên địa bàn tỉnh đã vân tập trang nghiêm tịnh giới nhân mùa an cư 2022. Đây là kỳ lễ Bồ Tát thịnh giới lần thứ tư kể từ đầu mùa an cư theo truyền thống Phật giáo cổ đô, nhằm tăng trưởng sự thanh tịnh và hòa hợp, điều chỉnh hành vi và hành trì theo luật Phật chế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua ngày 13 tháng 7, Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã họp thảo luận và thống nhất nhân sự nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Theo đó, ban cơ cấu 50 thành viên bao gồm một trưởng ban, 9 phó trưởng ban, 40 ủy viên đặc trách các lĩnh vực chuyên môn. Danh sách dự kiến của ban sẽ được trình lên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chuẩn y trong thời gian sắp tới. Dịp này, chư tăng ni và Phật tử cũng góp ý sơ bộ về phạm vi hoạt động của ban,